Con xin kính Thầy cho con hỏi một việc ạ. Nhà con có đường đâm thẳng vào cửa nhà. Nhà con cho thuê tầng 1 và tầng 2, nên gia đình chỉ ở tầng 3 trở lên. Con có thỉnh một khánh treo nhà, xuất nhập bình an. Con kính bạch Thầy, khai thị cho con xem khánh treo nhà con nên treo ở đâu ạ? Nhà con bị đường chiếu thẳng vào cửa thì phải làm gì để giải không ạ? Con xin đa tạ công đức của Thầy. Cái này nó phải phong thủy. Chúng ta là người tu theo Phật, đúng ra cũng không nên nặng nề vào cái đó. Nhưng mà chúng ta tu theo Phật thì cũng phải nói rồi, tu theo Phật, nhưng mà có phải lúc nào chúng ta cũng giữ được cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, đâu mà vượt được hết cái bỏ và vượt qua được hết những cái sự tác động của thế giới bên ngoài. Cho nên chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo, nói thế thôi, chùa chiền ngày xưa các cụ có đặt ở nơi nào á, đều chọn cái nơi phong thủy đất cát tốt để đặt chùa, đặt đình, đặt đền thờ, đặt miếu mạo, đặt nhà thờ họ, đặt nhà thờ tổ, đặt mồ, đặt mả. Mấy nghìn năm nay, cha ông chúng ta đúc kết lại, không phải là không có căn cứ. Phật giáo chúng ta tuy không chú trọng quá nhiều vào cái đó, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta chưa phải là thánh tăng A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát thất địa trở lên, thì chúng ta vẫn bị chi phối bởi những cái quy luật của tự nhiên đấy. Ví dụ như chúng ta đói, chúng ta khát, chúng ta lạnh, chúng ta nóng, chúng ta bị chi phối không? Tôi nói với các quý vị, chúng ta mà bây giờ đang ở đây, thời tiết vừa vừa thế này, nhưng mà chúng ta gì đến một cái nơi nào đó mà lạnh đi gì, lạnh xuống 0 độ hoặc âm 2, 30 độ chẳng hạn, thân thể chúng ta có bị chi phối không? Có không? Có. Nếu mà nóng lên 380 đến 40 độ chúng ta bị chi phối không? Có. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái vấn đề phong thủy ấy, đối với Phật giáo chúng ta, tuy chúng Thầy nhắc lại nhé, tuy Phật giáo chúng ta không quá chú trọng vào phong thủy, nhưng cũng không gì, cũng không bác cái chuyện phong thủy. Nếu mà được tất cả thì đều tốt. Còn các quý thầy nào mà người ta gì, người ta bác cái việc phong thủy, đó là người ta muốn phá chấp cho chúng ta thôi. Về lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy Đức Phật sang thăm những cái nơi thánh tích của Ngài, chúng ta mới thấy được toàn những cái nơi mà sinh khí phong thủy rất là tốt. Ví dụ như nơi Ngài đản sinh, đến nơi đó ngồi vào một cái thì chúng ta thấy con người chúng ta thoải mái, thân thể đang mệt nhoài, nhưng đến chỉ cần ngồi đó một chút, cái năng lượng, cái sinh khí nó làm chúng ta rất thoải mái, rất là mạnh khỏe, rất là bình an. Đặc biệt là nơi Bồ Đề Đạo Tràng, đặc biệt nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu chúng ta bảo không thì chúng ta tại sao Đức Phật lại chọn những nơi đấy? Nhưng còn khi Ngài tu hành, tu tập khổ hạnh trên rừng khổ hạnh lâm, đến cái nơi núi, mà cái hang núi Ngài ngồi khổ hạnh thì khó chịu vô cùng, không bình an tí nào. Vì vào nơi đó nó khó chịu lắm, cái không khí nó nóng mà nó ngột ngạt, cây cối còn không mọc được cơ mà. Nhưng tại sao Ngài lại ở? Vì 6 năm Ngài đi khổ hạnh, mà khổ hạnh thì phải đến cái nơi gì? Cái nơi nó có cái khí hậu khắc nghiệt nhất, cái phong thủy có thể nói là gì? Là xấu nhất, cây cối không mọc được các quý vị. Đấy mới gọi là khổ hạnh chứ. Đấy. Ngài tu tập khổ hạnh ở trên cái núi ấy, mùa đông thì tuyết gì phủ trắng, mùa hè thì nóng đến gì 40, 50, thậm chí trên 50 độ. Ngài phải chui vào trong cái hang động cho nó giảm bớt gì độ nóng đi. Đó, chúng ta thấy khi khổ hạnh thì Ngài ở một cái nơi gì? Một cái nơi có cái khí hậu khắc nghiệt nhất. Như khi mà ngồi thiền ở dưới Bồ Đề Đạo Tràng để thành Phật á, thì nơi đó gì? Cây cối tùm, và đặc biệt là
đặc biệt là cái khí hậu và cái gì phong thủy, cái sinh khí chung quanh đó phải nói tuyệt vời luôn. Cứ đến đó đang say xe hay là đang gì, đang mệt đó, đến đó chỉ cần khoảng độ 15-30 phút thôi các vị, ngồi tĩnh tâm hoặc là ngồi niệm Phật hoặc đi vòng quanh mấy vòng thôi, tự nhiên thấy mình thoải mái, nhẹ nhàng, hết say xe, mạnh khỏe, bình thường. Đấy, chúng ta thấy. Rồi chúng ta nhớ lại lần tôn giả Xá Lợi Phất được khi mà Đức Phật được được trưởng giả cấp Cô Độc thỉnh đến để cúng dường tinh xá, chúng ta thấy Đức Phật cử tôn giả Xá Lợi Phất đi để đến đó để làm, để chọn phong thủy cái nơi mà Đức Phật thuyết kinh Di Đà ấy, thuyết kinh Di Đà mà chúng ta trung phong này này tại thành Xá Vệ á, cái nơi đó cũng là cái nơi gì phong thủy tuyệt vời luôn các quý vị, không phải đơn giản. Cho nên ở đây thì mà ngày xưa chúng tôi thì còn trẻ trẻ, còn là học sinh trung cấp á, học trung cấp trường trung cấp Phật học á, hay thì giả Cố Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành, Chủ Hương, thưa ông chúng tôi á, chúng tôi mới biết được cái vấn đề phong thủy ở trong cái đời sống của người dân chúng ta nó cũng quan trọng lắm, rất quan trọng. Rất quan trọng chứ không phải là bình thường. Các vị biết thầy cũng đã đích thân để đi sử dụng cho một cái ông cũng là quan chức khá cao ở trong ở thành phố, làm việc ở thành phố Hà Nội nhưng mà nhà ông tận trong Đà Nẵng. Năm 2004 gia đình ông xây cái nghĩa trang. Xây cái nghĩa trang thì ông ấy chiếm ra cái đường của dân. Cái đường của dân nó đi 3 mét. Ông ấy xây chiếm ra khoảng độ tầm 1,5 mét. Tự nhiên cái đường người ta đang 3 mét thì đến đoạn đấy, ông chiếm ra nó chỉ còn có 1,5 mét nữa. Tất nhiên cái đường ấy, dân họ chỉ có đường đi làm thôi, không phải là đường bê tông, cái đường đường đất thôi. Dân họ đi để đi đưa các cụ ra nghĩa địa thôi. Ông ấy xây chiếm cho như thế để cho vuông cái mảnh đất, cái nghĩa trang nhà ông ấy. Thì đi qua ai cũng quở. Dân làng ai cũng quở là ông ấy tham. Nhưng mà vì ông ấy có chức có quyền ở ngoài trung ương, cho nên ông quan hệ rất tốt với ở trong lãnh đạo trong Đà Nẵng và ở trong huyện, trong tỉnh, trong thành phố và trong huyện, trong xã. Cho nên là dân chỉ có biết chửi thôi chứ không ai làm gì, chính quyền đồng ý mà. Ông ấy làm là cái giấy là chính quyền ký cho ông, chính quyền xã ký cho ông ấy rồi, cho ông xây. Xây xong một cái, dân tỉnh họ đi ra đi vào quở cho, cứ đi đến đang 3 mét từ đấy đến nó có 1,5 mét. Đấy. Ai cũng quở. Tự nhiên gia đình ấy lục đục đủ các thứ luôn. Gia đình có người chết, dòng họ có người chết, trong mấy tháng chết 2-3 người. Đang mạnh khỏe tự nhiên lăn đùng ra chết. Thế là đi xem, họ bảo là vì động mồ động mả. Xong rồi đoán ông thầy cúng về rồi, cúng rồi á, xem lại họ vẫn bảo là gì động mồ động mả, không được. Xong rồi cúng tiếp lần thứ hai, xong rồi đi xem họ bảo là vẫn động mồ động mả, gọi các cụ lên họ vẫn bảo như thế. Thế xong rồi có người mách lên đây, ngày đó thầy mới nhận cái chùa này thôi, mách lên đây gặp thầy. Ông ấy cúng, chính là cái người ông ấy cúng cái móng chùa Khai Nguyên đó. Cái móng ở bên dưới là ông ấy ngày xưa ông ấy cúng toàn bộ cái móng ấy. Sau khi làm xong cái vụ việc đấy, gia đình ông êm thấm thì ông ấy cúng cái móng chùa Khai Nguyên ấy, với cái nhà thất nhỏ nhỏ cho thầy tu á. Cái nhà thất bây giờ thì xây đại tượng thì chuyển lên ở trên chùa Tản Viên, ở thờ dưới chân của đại tượng Đại Thông Chí Thắng ấy. Đấy, cái nhà thất đấy là của ông ấy cúng đấy. Thầy đoán thầy vào, thầy vào tận nơi thầy mới xem nhà thờ họ thì được, xây rất là tốt, không sao. Thế thầy mới bảo cho thầy đi ra ngoài xem mồ các cụ, mồ mả các cụ xem. Bảo động mồ động mả cũng 2 lần không khỏi. Thầy ra, thầy xem thầy có cái gì đâu. Xem thấy mình phát hiện ra cái gì, đường của dân đang đi 3 mét, ông ấy xây cho vuông nhà ông ấy, ông ấy chặn ra 1,5 mét, dân tỉnh ai quở cho. Thầy bảo không được. Thế ông bảo là nhưng mà xây vào thế này cho nó đẹp thầy ạ. Thầy bảo đẹp trên con mắt người trần chúng ta thôi, nhưng dưới quái âm á, là không đẹp. Vì ở dưới đó thì xây đè lên cái long mạch là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông làm như thế, dân tình họ đi ra đi lại họ quở cho, các cụ nằm dưới yên làm sao được. Cho nên không cần đẹp bằng mắt con người thường chúng ta,
Ông ngay ngày hôm nay gọi con cháu đến, gọi thợ đến xây trả lại cái đường cho dân 3 mét. Cái thứ nhất là dân không quở nữa, cái thứ hai mình không đẻ lên cái long mạch. Tất nhiên cái long mạch ở đấy thì không phải là ai người ta cũng phát hiện ra được. Những người mà mình thì mình nghiên cứu về phong thủy, về tâm linh nhiều thì tự nhiên mình có cái khả năng để biết được cái đó. Đấy, ngày xưa thì tôi nghiên cứu nhiều thì những cái đó biết được. Nhưng bây giờ bỏ rồi thì tự nhiên cũng không cảm được cái đó nữa. Bây giờ chỉ cảm Phật Pháp thôi chứ không cảm cái đó nữa. Lên ngồi giảng, có thể đọc một câu kinh thôi, có thể giảng cả ngày được. Nhưng ngày xưa về phong thủy đất cát thì đi thị giả cố hòa thượng chú hương nhiều mà, cho nên là cũng biết được một chút xíu. Vì vậy mà xử lý cái vụ đó xong, xây giả xong, về làm lễ xong một cái, tôi ở lại làm lễ cho ông 2 ngày, ngủ một tối. Tức là ngủ một tối, làm lễ 2 ngày ở trong đó. Thế xong một cái là êm hết, âm cũng êm mà dương cũng êm, êm sạch luôn. Mà ai cũng nghĩ là ông cái vụ đó ông bị mất chức, bị đánh đến mất chức, bị đánh cho tả tơi, bị bộ trưởng đánh cơ mà, bị hẳn bộ trưởng đánh cho tả tơi cơ mà. Báo chí rầm rầm cả nước, Bắc Trung Nam, báo chí cả nước vào ánh rầm rầm. Lễ xong cái vụ đó một cái, tôi bảo là về âm phần tôi đã làm xong, còn về bên dương các bác phải đi mà quan hệ, đi mà xử lý lấy. Bảo cho mấy đường cơ bản, thế là về xử lý trong vòng mấy hôm sau hết sạch luôn. Có gì đâu, bên âm thì xong rồi, bên dương bố trí cho đến cái tập đoàn, cái công ty của bác, cái cơ quan của bác làm một cái lễ, làm một cái lễ động thổ quan trọng, một công trình lớn. Thế là ngày đó là cụ đương kim tổng, cụ nguyên tổng bí thư, bây giờ là nguyên tổng bí thư, ngày đó là đương kim tổng bí thư, cụ Mạnh nhỉ? Nông Đức Mạnh, vâng, cụ Nông Đức Mạnh, cụ đang làm tổng bí thư. Tôi bảo là bác cố gắng mời được cụ đến dự cái lễ động thổ ấy, và công ty của cái việc làm của nhà nước mà. Bác đến dự cái lễ động thổ ấy, thế là bảo làm sao sắp xếp. Cái khi mà ngồi ăn cơm đó, thì ngồi ăn cơm ngồi tiếp cụ tổng, bộ trưởng thì phải ngồi tít ở dưới, còn bác thì ngồi ăn cơm đối diện với cụ tổng, để bên cạnh cụ tổng để hầu cơm cụ tổng. Rồi báo chí hôm sau hết sạch luôn, chả tờ báo nào dám đăng nữa. Thế là âm cũng gì, âm cũng êm mà dương cũng gì, cũng êm luôn đấy. Nhưng mà cái xử lý cái âm phần phải xử lý được xong đã, thì cái dương phần mới gì, mới yên. Đấy là như, cũng là một cái cách mình gọi là phong thủy thì đều do gì, phong thủy là do gì, âm dương do trời đất tạo ra. Nhưng con người chúng ta biết vận hành thì nó sẽ tốt cho chúng ta, không biết vận hành thì nó chỉ sẽ xấu thôi. Trường hợp Phật tử này á, ở cái nhà, đây là đang nói là cái mộ, nhưng thực tế cái nhà của cái ông Phật tử mà ngày xưa xảy xử lý cũng bị cái ngã ba của cái con đường ở trong thành phố Đà Nẵng, cái nhà ở của ông ấy cũng bị cái đường nó đâm thẳng vào nhà luôn. Mà ngày đó tôi phải xử lý một cái cách là dùng cái một cái theo cái trong phong thủy học họ hướng dẫn cái đó phải dùng một cái viên đá theo đúng kích thước, mà phải đúng cái ngày tháng và cái giờ đặc biệt đấy, và đào thì đào sâu xuống khoảng bao nhiêu mét tùy theo cái gì, cái khu vực, cái cục đất đấy, đào sâu mấy mét, 1 mét hay là 1.5 mét, 1.7 mét, hay 1.9 mét, hay 2 mét, 2 mét mấy gì đó, mà đào vào đúng cái giờ đó, đặt đúng cái giờ đó trong cái hòn đá đấy thì có viết mấy chữ là Sơn Hải Chấn, Sơn Hải Chấn, thì đem chôn xuống dưới đó thì sẽ xử lý được cái vấn đề đấy. Đấy là cách làm về chấn, về phong thủy. Thì cái đấy này nó cũng rất là vất vả, vì phải đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng mà phải đào sâu, rồi cái hòn đá kích thước làm cái đó nó vất lắm. Ngày xưa thì tôi cũng mới chỉ sử dụng cho cái gia đình nhà này một lần và đâu một vài gia đình nữa. Thì ngày xưa cụ chủ hương, cụ thỉnh thoảng cũng hay làm cái này. Tôi cũng đã làm vài lần như thế để cho một vài Phật tử ngày xưa. Nhưng khoảng chục năm nay từ khi mà giảng Pháp tới giờ là không làm nữa. Ngày xưa thì chưa giảng Pháp cho nên là ít giảng Pháp, và thường là hay làm cái đó để làm cái phương tiện cho mọi người vào đạo. Nhưng bây giờ giảng Pháp rồi thì thôi, hướng cho mọi người tu tập và chính Pháp luôn. Nhưng cũng có thể xử lý thì bằng hai cách. Bằng hai cách nó có thể nó đơn giản hơn nhưng mà hiệu quả cũng vẫn rất là tốt.
ở trong nhà thẳng cái ở dưới tầng 1 á, thẳng cái cửa đó vào á, treo một cái gương thật to. Mà cái gương đó thì các quý vị phải chỉ cho 108 biến đại bi vào đó đó. Chỉ 108 biến đại bi vào đó, treo một cái gương to như là cái vào nhà nó kiểu như là cái gương đó nó giống như là cái gương để xoay thôi, gương để trang trí thôi. Đấy, cái gương to như thế. Nhưng trước khi treo gương thì cái gương đó phải chỉ 108 biến đại bi. Khai quang sái tịnh viết chữ gì? Quang minh kính. Thư cái chữ quang minh kính vào đó. Thì bắt đầu chúng ta thì treo cái gương đó cũng được. Cái cách đơn giản hơn là treo cái gương bát quái. Treo gương bát quái vào gì? Vào tầng 1. Tầng 1. Treo ở tầng 1 nhé. Treo tầng 1. Treo tầng 1. Và bây giờ Phật tử có một cái gì? Thầy làm, mới làm một cái gì dễ hơn nữa, đó là cái miếng ngọc. Cái miếng ngọc bội mà được tách ra từ thân của các Đức Phật đó, tạo các Đức Phật đó, những cái miếng nhỏ nhỏ đó. Thầy cũng đã phát nguyện và thiết kế ra cái miếng ngọc bội đó cho chúng ta gì treo. Thay cho gương bát quái, thay cho cả cái gương to, thậm chí thay cho cả cái vấn đề gì, cái sơn hải chấn, cái hòn đá sơn hải chấn phong thủy để chôn sâu dưới đất đó. Thay cho cái chỉ cần một cái miếng ngọc đó là được. Treo ở tầng 1. Phật tử nên treo ở tầng 1. Vì tất cả nó vào thì phải đi qua tầng 1 mới lên được tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, vân vân. Cho nên cái đấy là treo tầng 1. Tuy là tầng 1 cho người ta thuê. Phật tử ở tầng 3, tầng 1, tầng 2 cho thuê ở tầng 3, nhưng không sao. Treo ở tầng 1 để tốt cho tất cả cái ngôi nhà ấy. Chứ không phải là tốt cho một mình. Mà tốt cho tất cả cái ngôi nhà ấy, kể cả người thuê ngôi nhà ấy cũng rất tốt. Họ có tốt thì họ mới buôn bán được, làm ăn được, họ mới gì mới thuê nhà mình, mà họ làm ăn, họ vỡ nợ, họ chạy mất dép đi thì ai dám thuê nhà mình nữa. Đấy. Cho nên tất cả những người ở trong nhà đó đều tốt cả. Vì vậy mà treo cái miếng ngọc bội đó vào ở tầng 1, giữa cửa ra vào, treo xuống nhé. Treo cho nó phải lủng lẳng xuống. Hoặc là nếu không, cái miếng đấy thì làm mục đích là để treo xuống, chứ không phải là bắn vào tường như chiếc gương bắt quái. Treo vào, treo xuống rất là tốt. Có một vài Phật tử đến phản ánh với thầy rằng gia đình nhà con trước đây ấy, nó rất là lục đục, mà về nhà tự nhiên ấy, chồng của con về nhà cứ về đến nhà là anh ấy khó chịu, anh ấy cáu bẳn, anh ấy khó chịu mà vô cớ cơ. Đi làm về mà về nhà nhìn thấy vợ con cứ nhìn như kẻ thù ấy, cáu bẳn rồi ấy, chửi mắng vô cớ. Nhưng từ khi mà nghe con nghe thấy thầy giảng, con lên con thỉnh về, con treo một cái thì về thì anh ấy hết luôn. Hết ngay. Không hiểu là lý do tại sao. Thầy chỉ cười thôi. Lý do tại sao không cần biết. Miễn là gia đình nhà gì, nhà cô được gì, bình an, vợ chồng con cái yêu thương nhau, hòa thuận là được rồi. Trước đây thì anh ấy thì cáu bẳn, về tới nhà là cáu bẳn, về tới nhà là khó chịu. Nhưng bây giờ về tới nhà tôi hỏi, ổn chưa? Ổn lắm rồi, thì không còn gì nữa cả. Về nhà vui vẻ. Gia đình có một cái gì đó thấy rất là hoan hỉ. Thế là được rồi, không cần biết nó là cái gì. Chỉ cần biết gia đình thì ổn là được rồi. Các cụ ngày xưa có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành mà. Đó. Đấy là một trường hợp. Còn một trường hợp ở ngoài sân Tây này nữa. Và gia đình là hai năm nay là bị trùng tang, hai ba mạng người. Mà một cái mạng người mới mất hồi đầu năm là cái cháu nó bị tai nạn xe máy, nó mất. Mà từ khi nó mất là gia đình là tối ngủ không có yên. Tối ngủ là tự nhiên là cứ nghe cái gì cứ rầm rầm ở dưới nhà và ở trên nhà. Ở dưới tầng 1, nhà ngủ tầng 2, tầng 3 mà, thờ thì trên tầng 4. Tôi cứ nghe cái gì rầm ở dưới tầng 1, đi xuống thì mở cửa vẫn khóa, không tìm thấy cái gì cả. Và chó mèo thì nhà không có nuôi mèo, mà cửa thì khóa rồi, mèo làm sao vào được. Cứ thấy rầm nó đi xuống, mà cứ dịch như có người đi vào, tưởng ăn trộm đi xuống thì không có gì, cửa vẫn khóa. Nhiều ngày như thế. Rồi có ngày thì cứ thấy lục đục ở trên tầng 4 ấy, tức là tầng thờ ấy. Thì đi lên cũng không có gì cả, nghĩ là chuột. Nhưng bà cứ nghĩ là chuột hay là mèo, nhưng mà chả thấy cái gì. Xong rồi hôm vào dự cái khóa lễ tháng trước, hai tháng trước, dự khóa lễ hôm pháp hội gì đây, pháp hội Quan Âm ấy.
Thế nghe thầy giảng thỉnh về treo. Treo xong một cái, từ tối hôm đó cho đến cách đây khoảng độ tầm mười mấy ngày về trước, hôm lên trên chùa Tản Viên, lên dự khóa tu trên đó, gặp thầy nói rằng, ôi dồi ôi thầy ơi, đúng là mầu nhiệm. Từ khi con thỉnh về, con đeo cho đến hôm nay, tức là cái hôm khóa tu hôm rồi, chả có cái gì nữa cả. Không nghe thấy cái tiếng chân đi lịch bịch, không nghe cái tiếng rầm rầm ở tầng 1 và tầng 4 nữa, yên hết. Tôi cười, tôi bảo là, ừ thì thôi, quý hóa. Công đức gia đình thì tu tập đó, mà được đấy. Cho nên là cái này thì các cụ ngày xưa chúng ta nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Mà đằng này chúng ta biết là ngày xưa người ta nói là ngọc là một cái loại gọi là một cái nói chứ ở khoa học thôi mà rằng thì khoáng chất, nhiều các loại khoáng chất, các loại chất gì tốt nó tạo thành cái ngọc ấy. Tự cái ngọc nó đã có sinh khí rồi. Nó đã có sinh khí rồi, nó đã có cái mang cái gì các vị đọc về cái công năng của ngọc ấy, nó đem đến sức khỏe, vận may mắn rồi trừ tà, trấn quỷ vân vân đó. Tự nó đã có cái công năng đó rồi, giống như ánh sáng mà. Ánh sáng thì đèn đấy mà, hoặc là mặt trời mà mặt trời mọc lên thì công năng của nó là xóa gì ấy, phá gì ấy? Phá gì? Phá tan, xua tan thì bóng tối. Bóng điện hay là cái đèn chúng ta bật lên, cái công năng của nó là gì? Cũng là sao? Cũng là xua tan đi bóng tối. Vậy thì cái ngọc ngày xưa các cụ cha ông chúng ta mấy nghìn năm nay, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, họ nghiên cứu rồi, nó có cái sinh khí rất là tốt, mà nó công năng của nó gì, cũng giống như ánh sáng xua tan đi màn đêm. Và nó cũng có cái công năng là gì, gọi là chấn tà và nghinh cát rất là tốt. Thay vào đó thì thầy đã tự tay thầy thiết kế ra những cái câu thần chú của Đức Phật và hình ảnh của Đức Phật vào đó nữa, Đức Phật ngồi thiền vào đó nữa, và lại còn được làm lễ nữa, lại được tách ra từ cái viên ngọc của Đức Phật nữa. Đương nhiên cái phần tâm linh ở trong đó, cái công năng của ngọc thì đã tốt rồi, cái tâm linh gì lại còn càng tốt hơn. Vì vậy mà chúng ta thấy nó cũng đem là cái lợi ích rất tốt. Cái trường hợp gia đình đấy, thầy khuyên là gì? Treo ở phía dưới, treo phía dưới, đừng có gì treo ở trên, treo dưới. Tất cả nó phải đi qua tầng 1 mới vào được. Treo phía dưới cho tốt cho cả gia đình, cho cả những người thuê nhà ở đó.